quý vị và các bạn, cuộc sống luôn luôn đổi thay và những chuẩn mực dành cho phụ nữ vì thế cũng thay đổi. Do vậy, ngày nay, phụ nữ không chỉ có quanh quẩn ở trong nhà, dành toàn bộ thời gian và công sức của mình để phục vụ chồng con nữa. Xã hội đã và đang có cái nhìn trân trọng hơn với phụ nữ, mà nhờ thế, phụ nữ cũng có được cách đối xử công bằng hơn. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay, Thư viện Lâm Đồng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Bứt phá giới hạn của tác giả Maureen Chilwell. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào quý 1 năm 2018 với 363 trang trong Bứt phá giới hạn. Maureen Chilwell đã vẽ nên hành trình lạ thường của mình từ cô nữ sinh văn khoa trở thành CEO toàn cầu của Chanel. Maureen Chilwell đã truyền cảm hứng cho một thế hệ phụ nữ mới để họ có được một phong cách sống và phong cách lãnh đạo đúng chất của riêng mình. Bằng văn phong lôi cuốn, thông qua cách kể chuyện sống động và nhiều kiến thức gợi mở, tác giả đã dẫn dắt độc giả cùng suy ngẫm những câu hỏi bức thiết và những nghịch lý nội tại trong việc xây dựng một cuộc sống thành công, viên mãn giữa thế giới hiện tại đang ngày càng phức tạp hơn. Bứt phá giới hạn khắc họa sự hình thành của một thế hệ lãnh đạo nữ. Bứt phá giới hạn khắc họa sự hình thành của một thế hệ lãnh đạo nữ mới toát lên vẻ tự tin mạnh mẽ, với hành trang là ý thức rằng không chỉ có đơn nhất một cách thể hiện năng lực và tính quyết đoán. Phụ nữ ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi nấc thang sự nghiệp đều có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho bản thân mình sau khi đọc xong câu chuyện mang tính khai sáng này. Cuốn sách chứa đựng nhiều hiểu biết sâu sắc, đầy cảm hứng và chân thành, dành tặng cho bất kỳ ai đang khao khát một cuộc sống không giới hạn chuyện ta là ai và ta sẽ trở thành một người như thế nào. Tác giả chia sẻ, tôi viết cuốn sách này cho những ai mệt mỏi khi phải ép mình vào những khuôn khổ hạn hẹp, những ai muốn đạt được sự hài hòa và toàn diện trong đời sống. Bất kể họ là ai và họ sẽ trở thành ai, ai trong chúng ta cũng có một hành trình riêng. Bằng cách chia sẻ tấm bản đồ phi tuyến tính mà tôi tự quyết cho cuộc đời mình, tôi hy vọng quý vị có thể tìm thấy và đi theo hành trình riêng của quý vị. Đã đến lúc thoát khỏi những cái mác dán tên tạp. Sách hiện được bổ sung về Thư viện tỉnh Lâm Đồng, xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc. Bánh trôi nước là một trong những MV